với bộ phim nơi giấc mơ tìm về thu cũng có à, cơ hội được thử sức này được à, cọ sát nhiều hơn với các cô chú anh chị anh lãnh thanh rồi việt hoa thì là bạn rất thân rồi đúng không đúng và rồi cả ạ. thục anh là bạn trẻ hơn nữa lãnh thanh việt hoa là thục anh cũng đều là những người anh người bạn người em của thu thì uh, họ là những người trẻ có nhiệt huyết và em thì em cảm nhận được qua bộ phim này thì em học hỏi được họ rất là nhiều về tinh thần tinh thần khi đi làm này cũng như là những cái chăn trở cho vai diễn của mình ừ. và tư duy về vai diễn cũng như là cái cái khả năng diễn xuất thì em học hỏi được họ rất là nhiều à, anh chị em cứ giúp đỡ nhau trong cái quá trình làm phim thôi à, trao đổi với nhau ban đầu thì có thể chưa đúng ý ừ. chưa hợp ý nhau trong khi quay thế nhưng mà sau một thời gian là anh em cũng có tương tác qua lại với nhau kể cả ở ngoài đời cũng trò chuyện nhiều hơn để có thể hiểu nhau hơn à, làm việc với nhau sẽ dễ dàng hơn cho nên là làm việc với cả những diễn viên trẻ thì cũng rất là thú vị chứ không chỉ riêng với những diễn viên gạo cội đâu trong một lần mà tám phim có cơ hội à trò chuyện khá, khá sâu với anh lãnh thanh, anh lãnh thanh nói rằng là rất bất ngờ khi mà thu vào vai và mê anh, bởi vì là ở ngoài thì minh thu tưng tửng hơn, <laughs> vui vẻ nhưng mà khi vào vai một cái thì lại là một cô gái khác hẳn. Ừ. thì ấn tượng của thu với anh lãnh thanh ra sao? có bị ừ. gọi là cú twist như anh lãnh thanh như vậy không? À, không đến nỗi, nhưng ừ. chưa không đến cái mức như thế. thế nhưng mà uh, lần đầu tiên em được làm việc với các anh lãnh thanh thì trước đấy là cũng nghe là à diễn viên điện ảnh ở trong sài gòn ra đấy ừ. cũng không Rất biết là ghê gớm như thế nào hay là hay là mạnh bạo đến đâu uh, trong những cái cảnh quay cảnh nóng chẳng hạn ừ. thế thế nhưng mà khi mà làm việc ban đầu thì em thấy hơi tức là hai anh em vẫn có có những cái khoảng cách đúng không? khoảng cách và ừ. bị gượng gượng với nhau vì cả cách diễn về phong cách diễn vì anh ấy chắc là quen ở trong đấy rồi và mình quen cái lối diễn ở ngoài này rồi chẳng hạn ừ. em cũng không biết được là nó có khác biệt quá nhiều không nhưng mà với với minh thu và lãnh thanh thì có thấy khác và có thấy gượng à, nhưng mà sau một vài buổi quay ở trên hiện trường thì à, đạo diễn cũng có nói chuyện nhiều cũng có chỉ cho anh thanh cũng chỉ cho em nhiều và sau đấy thì anh em cũng hiểu nhau hơn hiểu nhau hơn thì uh, làm việc nó sẽ dễ hơn và có một cái là em nhận thấy ở anh lãnh thanh chăn trở có một ừ. cái điều là rất chăn trở với vai diễn sau mỗi một cái buổi quay hình xong ghi hình xong thì anh ấy rất hay ngồi anh cứ hay lẩm bẩm một mình và từ đầu thì <laughs> từ đầu thì em cứ sợ là anh ấy ổn sao vậy ừ, thế ừ. nhưng mà cuối cùng những lúc mà hỏi ra là anh sao ấy bảo là không anh đang nghĩ lại xem cái đoạn này thì nên tính quay như thế nào ừ. diễn như thế nào với em à, hay là anh em mình ngồi lại với nhau đi thì em thấy có một cái là anh ấy rất là nhiệt huyết với công việc cũng như là chăn trở cho vai diễn của mình. <laughs>